Vì Tết đến ấy, cho nên nay mình sẽ chia sẻ món ba chỉ. Thịt ba chỉ quay. Đây là hai miếng ba chỉ ạ, mình vừa mới cắt ra. Và bây giờ mình cho vào, mình luộc sơ với một chút muối và rượu để cho nó sạch và nó hết mùi hôi. Muối nhá, rượu thì mình cho một ít vào rồi. Và bây giờ mình sẽ trần cái miếng thịt này đến khi nước nó sôi và cái bì nó mềm thì mình tắt bếp nhé. Rồi sau đó mang đi rửa sạch lại để mình châm bì và mình mang đi nồi chiên không dầu chúng ta chiên thôi. Đấy là cách đơn giản nhất. Châm bì với rồi sát muối và giấm, đấy là cách đơn giản nhất. Còn cách nữa là chúng ta sẽ dùng cái dầu, cái chảo dầu nóng, chúng ta cho thẳng cái bì này khi mà đã châm muối mới châm với châm bì và sát muối và giấm, cho thẳng cái bì này vào chảo dầu thì nó sẽ giòn bì. Hoặc là dùng nồi chiên xông đầu chiên ở nhiệt độ ban đầu cứ cho 180 độ để cho nó chín dần, sau đó mình tăng 200 độ và mình cứ 10 phút hoặc 15 phút các bạn chuyển kiểm tra một lần thì bì nó sẽ giòn tan nhé. Đây là cái cách mình làm ba chỉ chiên giòn bì để đón Tết. Và cần nước nó sôi trở lại như này là được nhé, cái bì nó cũng mềm, chúng ta phải châm được bì rồi, rồi mình tắt bếp rồi mang đi rửa sạch thịt là được, rồi sau đó đi ướp gia vị, mang đi rửa sạch để châm bì và ướp gia vị nhé. Khi mà rửa sạch xong nhé, cái miếng thịt này nó hơi đen bì một chút, nhưng mà thịt ngon ạ, mình thịt nhà mình á rất là thơm, các bạn phải khía nó ra như này thì khi ướp thì nó mới ngấm gia vị và khi mình chiên thì nó mới nhanh chín nhé. Nhưng không khía sâu, chỉ cần khía như này thôi. Miếng này ăn cực ngon luôn, nó giòn, nó ngon. Rất là ngon luôn nha. Bây giờ mình sẽ cho, như nhiều người, mọi người sẽ ướp như này. Mọi người sẽ cho ngũ vị hương này, bột tỏi, bột hành này, các loại gia vị thêm và một vài loại gia vị nữa, muối tiêu, bột ngọt, dầu hào, dầu huyết. Như mình thì mình chỉ còn ướp nguyên liệu chính của mình là bột ngọt, hạt nêm, tiêu, hạt tiêu ấy. Đấy, mình chỉ dùng ba cái loại nguyên liệu đấy mình ướp và muối nữa. Còn cái bì này mình sẽ châm để mình cho một chút giấm và muối trắng vào để cho nó lổ bì thôi. Mình sẽ ướp cái mặt này trước nhé. Cái mặt kia không được ướp nhiều gia vị đâu, chỉ có muối và giấm thôi, không là nó sẽ bị cháy đấy. Còn cái mặt này thì các bạn cứ theo khẩu vị gia đình mình ướp, và nhất là Tết này chúng ta dùng để chúng ta cúng Tết thì mình sẽ cho vừa cái những cái loại gia vị như tỏi, tiếc các thứ đi. Đấy. Đây mình chỉ cho muối trắng này. Đấy. Muối trắng này cho nó đậm đà này. Bình thường nhà mình ít cho gia vị lắm, khi mà ăn mình chấm sau chỉ cho chút muối giấm ở cái kia và ít muối ở đây đó. Đây, ít muối này này. Hạt tiêu rắc cho nó thơm, thịt không cho nhiều quá mà nó cháy hạt tiêu nó không tốt. Hạt lêm, mình hay ăn hạt lêm, mình cho hạt lêm khá một chút này. Tùy theo khẩu vị gia đình nhé, các bạn cho ngũ vị hương ấy, các thứ ấy. Bột quế, bột tỏi, bột hành, bột gừng, bột mấy bột ngọt ấy. Đấy, mình sẽ sát cho nó ngấm. Hát chung quanh này cho nó ngấm nhé. Và để này ít nhất là khoảng 20 phút cho nó ngấm đều nhau nhé, để cho chúng ta mới mang đi nấu. Rồi, quay ngược lại nhé.
quay ngược lại thì bây giờ chúng ta đi châm bì và lau sạch cái bì này nhé, các bạn nhớ phải lau sạch nhé, dùng giấy lau sạch. Đây dùng khăn này, giấy lau sạch, lau sạch như này để cho khi mà mình châm bì nó không bị cháy nếu mà nó dính nhiều gia vị quá. Dùng cái tăm que này, các bạn rửa cái tăm cho sạch nhé. Rồi chúng ta cái này dùng để xiên chả đấy. Tết chuẩn bị, mình cứ toàn chuẩn bị vào 30, chuẩn bị hết như này. Cái này cũng chiên sơ luôn, sau hôm nào ăn thì chiên lại. Nem nước mình cũng gói hết sẵn, rán sơ hoặc là cất vào ngăn đá, không cần rán sơ, cất ngăn đá. Hôm sau mình sẵn bỏ ra mình chiên, rất là nhàn luôn. Để 3 ngày Tết chúng ta còn được nghỉ ngơi ấy, thì mình cứ làm chuẩn bị từ ngày 28, 29, 30 trước những cái thứ này. Nếu các bạn nào không có thời gian, các bạn có thể đặt mua ấy. Nhưng nếu tự làm được vừa ngon lại vừa rẻ mà lại sạch sẽ, mình cứ châm như vậy. Châm như xong rồi nhá, thì bây giờ chúng ta sẽ cho. Rồi bây giờ mình sẽ cho này, muối trắng này, sát một lớp mỏng đã. Vì nó khô nên nó sẽ không ngấm được, nên mình sẽ cho luôn ít giấm nữa. Đấy, muối và giấm nó sẽ làm cho cái bì nó lổ. Nhiều người thì sẽ cho luôn một lớp muối ở trên này, sau bọc cái giấy bạc cho vào để sấy khô cái bì này và sau lại hớt muối đi, nó rất là mất công. Nhưng mình làm cái cách này mình không cần phải cho nhiều muối, chỉ cho vừa phải đấy. Sau đó mình cho ít giấm vào. Đấy, thì giấm nó có nước thì nó sẽ làm cho mà giấm nó làm cho giòn bì, nó cứng bì. Đấy, thì muối và giấm nó sẽ làm cho lổ bì. Các bạn để này cho nó ngấm khoảng 15 đến 20 phút. Sau đó mình mới mang đi mình. Đấy, muối và giấm. Cho thêm một chút muối nữa trên cái mặt bì. Đợi cho nó ngấm nhé vào cái bì mà mình đã châm lổ này rồi mang đi chiên, lời chiên không dầu. Và mang đi chảo dầu, các bạn úp thẳng cái miếng ba chỉ này xuống cái chảo dầu nhé. Nó sẽ giòn bì. Và nhớ để ý canh lửa không là nó sẽ cháy nhé. Mình chờ đợi thôi. Mình mang đi mình chiên nhá. Để được khoảng 20 phút này, cái bì nó cũng khô lên này. Cho nó chiên phun dầu chúng ta chiên. Mình cứ chiên ở ban đầu mình cứ cho khoảng 180 độ khoảng 10 đến 15 phút để cho nó se lại, nó khô lại. Sau đó mình kiểm tra và cứ chiên với 200 độ cứ 10 phút lại kiểm tra một lần, và để cho miếng ở dưới nó chín thì các bạn lật một lần, cũng chiên 10 phút nhé. Nào được thì thôi. Này là mình đã chiên xong cái thịt để mà mình làm thịt áp chảo đấy ạ, bằng nồi chiên không dầu đấy ạ. Đây Tết mình cứ làm như này nhá, và các bạn chiên non một chút, sau hôm sau mình chiên lại một lần nữa là được, hoặc là làm luôn như này thì sẽ được luôn nhá. Mình hướng dẫn cái cách làm rất là tiện để chúng ta làm vừa có thịt áp chảo ngon mà rất là nhàn đấy. Rồi mình sẽ dừng cái clip này đây nhá, bì giòn tanh tách ạ, nhìn cực ngon luôn á, hấp dẫn luôn ạ.